Sáng sớm em phải lao nhà giúp cha con người ta. Anh đang ngồi chơi game. Game là gì? Là game đó cha. Anh dở cái chân lên đi để cho em lao nhà. Nếu như không lao thì em chọt cái chân anh luôn. Cái gì vậy? Cái bà này, tôi đang chơi game mà. Không làm nữa, ông làm đi. Tôi mà lao nhà. Ê, tôi là bạn của ông chứ không phải là ô xin nha. Ông bắt tôi lao nhà mà không có chịu hợp tác, sao tôi làm? Ai bắt bà lao? Trời ơi, nói câu nghe tự ái. Nhà thì dơ, ông thì làm biếng. Vậy? Cô giúp việc về quê mấy bữa. Cho nên, lòng nhân ái của một đứa con rái đảm đang nó trỗi dậy. Nên tôi mới lao giùm, không một tiếng cảm ơn. Lại buồn câu nói làm tổn thương lòng người. Bà lao thì bà cứ lao, chân tôi để đó hiểu dở lên làm gì. Sao mà phú lại quá lì, lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi. Tôi đang đánh cần cần tập trung cái đầu. Người ghen ghen á, tâm lý thường bất ổn. Chuyện ảo thì cứ dân dân dương dương, chuyện thật thì lại dở dở ương ương. Tôi xin ông bớt u mê lại giùm. Trả lại cho tôi. Cái gì đó? Hai đứa làm gì đó? Con đang nhảy đầm. Dạ, nhảy đầm ba. Chết. Nhảy đầm cái gì? Học hành không lo học hành mà ở đó mà lo nhảy đầm. Lo học hành cho ba đi. Con nhỏ này bữa nay qua đây làm gì đây? Dạ, con qua đây học nhóm. Học nhóm hả? Có dạ. Hai đứa học nhóm à? Dạ, nhóm dữ chưa con? Còn cái thằng kia, nè, sáng giờ là ba đi họp phụ huynh cho con đó. Trời ơi, nghe đầy cái lỗ tai. Học gì đâu mà học sinh yếu toàn diện, yếu hết tất cả các môn luôn. Vợ chưa từng thấy, tối ngày đỏ theo. Game tối ngày không lo học hành gì chứ. Dẹp cái điện thoại. Học cho ba. Ba, trả lại cho con. Không có trả gì hết á. Ba làm trận chiến của con đứt đoạn giữa chừng luôn á. Ba. Cái gì? Dạ thưa cha già kính yêu. Gì nữa đây? Khi kẻ thù còn đang rình rập thì con phải đương đầu với bọn chúng chứ. Chết cha rồi, hôm nay lậm game dữ rồi. Ba cấm luôn, không cho con đụng tới điện thoại đâu. Ba. Ủa ba cho con vậy đó. Ba ơi, con đang cần giải trí để cho con quay quả cái đầu. Có vậy thì con học mới vô. Ba bắt học làm chi khi mình đã quá giàu. Ê trời đất ơi, con không được suy nghĩ như vậy. Trí thức vẫn hơn của cái bạc tiền mà gia sản của ba. Cho nên ba có quyền cho ai thừa kế, đó là chuyện của ba. Ba chỉ có mỗi mình con á, là con ruột. Ba không thương cũng nghĩ chúng tình. Chẳng lẽ ba đối xử với con mình chẳng khác nào như một người dân. Dân cái gì? Nói tầm bậy tầm ba. Vì thương con đó, cho nên ba muốn con là phải tự lập, phải làm ra đồng tiền từ chính công sức và trí tuệ của mình, hiểu chưa? Năm nay mà con không tốt nghiệp, không đi du học cho ba là với bà là chết kiên rồi chưa? Phải đi du học cho ba. Đó, nếu mà kỳ này mà không tốt nghiệp, không đi du học là tôi... Ê! Không thi đậu là tôi không cho một cắt luôn, nghe chưa? Ba có đâu có làm vậy được, ba không có cho tiền sao con ha? Con không biết ăn, con không xài được, ba. Xin chia buồn. Chia vui mới đúng á. Nè, tôi nói cho bà biết, trong cái nhà này tôi là con vàng con ngọc. Ba tôi á, ông chỉ hù tôi thôi. Ủa? Hù hả? Mà chưa vô nữa hả? Vô cái gì? Đáng lẽ ba vô rồi đó. Nhưng mà nhớ chuyện này quay ra nói cho con biết nè. Là ba đã có người giới thiệu cho ba, là có một cái cô giáo đó, vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi tâm lý nữa. Thành ra là ba có đến trường gặp cô ta và hứa là trả lương gấp đôi để mà mời về làm gia sư cho con đó. Học nữa hả? Gì nữa hả? Không, y con nói là học biết được mấy bữa. Lần này thì khác. Ba thì bận rộn cái công việc làm ăn, còn con càng ngày càng lười biếng, học hành thì sa sút nghiêm trọng. Bởi vậy cho nên ba mới nhờ tới gia sư
về rèn luyện cho con. Nhưng mà cô giáo vẫn chưa chịu nhận lời. Chắc là cô sợ không có chịu nổi Phú á. Quá 3 ngày như thầy cô giáo trước đây. Nhưng mà lần này khác, ba sẽ giám sát thường xuyên. Con phải nghe lời nghiêm túc học cho ba. Ba muốn là con phải tốt nghiệp hôm nay. Cái gì to xác lớn thân mà chẳng được nên người. Chỉ giỏi việc chơi chứ không học gì đâu. Ráng mà học cho giỏi nha. Dạ. Lần này cô giáo sẽ giúp con lấy căn bản lại mấy cái môn thi tốt nghiệp đó. Dạ. Cô giáo này dạy ngoại ngữ, nhưng mà trước đây cô có chuyên học ngành khối D, thành ra cổ giỏi văn giỏi toán luôn đó. Dạ. Lần này mà không xong là ba mạnh tay với con đó. Dạ. Ba nói gì vậy? Ủa sao nãy giờ con dạ không vậy? Tại ông bận chơi game nên con dạ giờ. Trời ơi cái thằng này nói giống như lỗ. Trả điện thoại lại cho con. Trả điện thoại hả? Giờ muốn trả phải không? Đi thầy. Không có được. Lên đây học cho tôi, không có chơi gì hết đi nha. Để lên. Không khỏe, khỏi làm gì hết. Uống nước thôi. Mấy khùng á, sao ngồi mình lên mà cười vậy con? Rồi cha con nó đâu rồi? Trời đất ơi, ông cha lôi ông con lên lầu bắt học rồi. Ủa, má mua cái gì dữ vậy? Đồ quý không mà con. Lần này má nhất định á, thả con tép bắt con tôm. Gì, con tép tôm gì đi đi. Trời ơi, con nhỏ này bàn kế hoạch cho nó rồi, bây giờ nó hỏi ngược lại tôi. Ý là nhân cái lúc bà giúp việc á, bà đi về quê bà nghỉ một tuần, mẹ con mình phải giăng một cái lưới thật to để bắt 2 con tôm. Giăng lưới bắt tôm là sao? Trời đất ơi, cái não mày ngắn quá đi, có giải thích cũng không xong đâu. Kế hoạch hồi sáng giờ làm được gì rồi nói tôi nghe coi. Đó, lau nhà. Sao không lau, ngồi đây. Trời đất ơi, con đang lau mà con mắc cự lộn với thằng Phú. Trời ơi là trời. Con ơi là con, má đã nói với con rồi, con qua đây là để làm công việc nhà chứ đâu phải để kêu mày qua đây để gây lộn. Con gái là phải nết na thùy mị, như vậy thì thằng Gia Phú nó mới thương mày. Làm thân con gái phải đảm đang việc nhà, lấy lòng người ta làm vợ làm dâu, có khó gì đâu con. Nhưng con còn đi học khá tính gì cho mệt. Hơn nữa Phú coi con chỉ là bạn mà thôi. Trời ơi, con nên chú ý gia sản cái nhà này. Nếu con không muốn tốt thằng con nhà giàu, má sẽ nhào vô tốt gọn thằng cha để làm vợ đại gia. Má nói nghe mạnh miệng đâu có dễ dàng như vậy. Ông bạc dạng tiền muôn, cưới gái trẻ sướng hơn. À ha, mấy anh cha già ưa bình thường có tiền ưa cưới gái trẻ, nhưng mà già cưới già mới là cái chuyện bất bình thường. Là sao nữa? Tại vì má con dị thường mà. Trời ơi. Là, ý là má con còn xinh xắc đó con. Con lấy chồng được con ơi. Má nói không nghe nổi vậy gà hết trơn. Thôi má còn xinh xắc vậy má tấn công đi. Con bỏ cuộc. Ê, đâu có bỏ cuộc được con. Bây giờ má nói con nghe nè, mình mẹ con mình đã bàn kế hoạch rồi. Bây giờ nếu mày làm vợ thằng Lợi không được á thì tao sẽ nhào vô hốt ông Phú. Gì? Hả? Ủa cái gì? À, nói chung á, nếu mà con lấy được cái thằng Lợi á thì má khỏi làm vợ thằng Phú. Hả? Trời ơi, thôi con làm má rối hết trơn à. Bây giờ nói tóm lại vậy nè, tài sản này á có công sức của vợ ông Lợi, có nghĩa là bạn thân của má. Ha? Bây giờ không thể để người ngoài nhào vô mà hốt gọn cái gia tài này được. Cho nên hai mẹ con mình, một trong hai phải làm chủ cái nhà này.